Hai chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm tôm rang với lá giang. Nguyên liệu của tôm rang với lá giang gồm có: đây là 300g tôm, và đây là hành tím băm và tỏi băm. Đây là đường, muối, bột ngọt, bột nêm, mỗi thứ 1/3 muỗng cà phê và một chút tiêu. Và đây là lá giang. Trước tiên ta đi ướp tôm. Đây là mình tôm mình đã làm sạch sẽ và rửa sạch sẽ rồi. Đây là đường, muối, bột ngọt, bột nêm, mỗi thứ 1/3 muỗng cà phê và một chút xíu tiêu. Và đây là hành băm và tỏi băm. Và mình ướp trong 30 phút. Bây giờ tôm mình ướp được 30 phút rồi, ta bắt đầu đi rang cho cái tôm nó khỏi cái mùi hôi đã. Và mình để lửa 1000, mình rang cho hết cái mùi hôi. Thank you.
Và tôm của mình đã rang khô hết cái nước hôi rồi, ta tắt bếp. Và bây giờ mình rửa chảo rồi. Và mình bắt đầu phi dầu, phi hành tỏi. Đó, mình cho dầu ăn vào. Và mình phi hành tỏi. Và mình cũng để lửa nhỏ, mình để lửa 1000 thôi. Và hành tỏi của mình đã thơm, người ta đổ tôm mà ta ra. Và mình để lửa 600 thôi, để cho tôm nó thấm đều hơn. Mình để lửa nhỏ thì tôm nó sẽ thấm hơn. Mình để lửa 400 thôi. Và mình rang cho khô thì tôm mình sẽ giòn hơn. Và tôm mình được là ta cho lá giang qua, ta đảo lên. Mình có thể bóp nát lá giang ra, nhưng mà mình nhà mình mẹ mình không ăn chua được, cho nên là mình để nguyên lá. Và ta tắt bếp. Vậy là ta đã làm xong một dĩa tôm rang với lá giang để mình để gần cho mọi người nhìn thấy. Và con tôm của mình thì mình rang thì nó nhìn thấy trong trong như vậy đó, thì mình tôm mình rang sẽ ngon hơn đó. Mình nhìn thấy cái con tôm và vỏ của nó như vậy thì tôm mình sẽ ngon hơn. Và mình để gần cho mọi người nhìn thấy, đây là dĩa tôm rang lá giang. Vậy là ta đã hoàn thành tôm rang với lá giang. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.